mức cho hộ nghèo vay được tăng lên gấp đôi, lên tới 100 triệu đồng. Vay tiêu dùng đang được đơn giản hóa, đẩy lùi tín dụng đen, các giải pháp liệu đã đủ sức nặng? Thưa quý vị, chỉ có 18,5% người dân có thể vay vốn từ các tổ chức tín dụng, đồng nghĩa là hơn 80% còn lại phải vay vốn từ người thân, bạn bè hoặc từ tín dụng đen. Con số vừa được công bố tại một hội thảo cuối tuần qua về tín dụng đen là con số biết nói, cho thấy tín dụng phi chính thức đang lấn át tín dụng chính thức. Vừa qua, cơ quan công an cũng đã phát hiện hàng trăm đường dây cho vay nóng, lãi suất cao, mà đằng sau đó là các đối tượng giang hồ cộng cán. Vì vậy, khi mà những con nợ không còn khả năng chi trả, thì các đối tượng cũng sẵn sàng dùng luật giang hồ để xử lý. Ném mắm tôm, dầu nhớt, ném đá vào nhà, in cáo phó dán trước cửa. Đây là những hành động mà các đối tượng cho vay nặng lãi gây sức ép với các con nợ. Gần một năm trước, chị Lan đi vay nặng lãi 70 triệu đồng để chữa bệnh cho con. Lãi suất lên tới 110% một năm. Mỗi tháng gia đình chị phải trả gần 7 triệu đồng. Sau một năm, mặc dù đã trả hơn 100 triệu đồng, nhưng các đối tượng vẫn yêu cầu chị phải trả thêm 350 triệu đồng nữa. Không may mắn, sau đó con chị cũng không thể qua khỏi. Không có tiền trả, chị đã bị chủ nợ giết nhà. Cũng rất là nhiều lần tôi xuống, tôi gọi điện, tôi bảo với bà ấy là người thương hoàn cảnh của tôi, cho tôi tạo điều kiện cho tôi để tôi về tôi hương khói cho con tôi. Nhưng mà người ta quyết định cưỡng đoạt căn nhà của tôi. Theo luật sư, tội phạm tín dụng đen không những gây mất trật tự xã hội mà còn để lại những hệ lụy về kinh tế. Các cái dòng tiền này với hàng ngàn tỷ đồng này nó không được đưa vào hạch toán trong nền kinh tế. Do vậy nó làm ảnh hưởng, làm mất cái cân đối trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch để cân đối cái kinh tế vĩ mô. Trong 4 năm qua, cả nước có tới 7.600 vụ phạm tội đến tín dụng đen. Cục Cảnh sát Hình sự đang theo dõi và quản lý 124 băng nhóm với 832 đối tượng. Một trong những nguyên nhân khiến người dân dù biết tín dụng đen vẫn cố chấp đi vay chính là ngại thủ tục ở ngân hàng. Mới đây, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã quyết định nâng gấp đôi mức cho vay hộ nghèo từ 50 triệu đồng một hộ lên tối đa 100 triệu đồng một hộ. Thủ tục cũng sẽ được đơn giản hơn để các hộ gia đình ở nông thôn có thể vay đầu tư, phát triển sản xuất. Các thủ tục vay vốn ngân sách rất đơn giản, mà trong đó có một cái hoạt động mà giảm thủ tục hành chính tốt nhất, đó là chúng tôi đưa giao dịch về từng xã. Và có những trục trặc gì thì chỉ trong vòng 15 phút chúng tôi cùng với ủy ban xã giải quyết ngay.